Mua xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật và mang đến anh chị và các bạn tham khảo về một chiếc xe thương hiệu hạng sang của nhà Mercedes-Benz Với tầm tiền của chiếc xe này thì nó cũng rất là dễ tiếp cận cho anh chị và các bạn yêu thích dòng xe hạng sang Và công nghệ thì nó mang lại đầy đủ Với mẫu xe em đang cập nhật anh chị và các bạn thông tin là chiếc Mercedes-Benz GLC 200 với phiên bản em đang cập nhật cho anh chị và các bạn là Formatic sản xuất năm 2020 à, xe thì đã làm bánh quãng đường là 64.000 km một chủ mua từ mới bao check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu với dòng GLC thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn các phiên bản như là GLC 200 GLC 200 Formatic và GLC 300 là phiên bản cao cấp nhất ở trên cơ bản thì mẫu này thì được trang bị đèn chiếu sáng thông minh cùng với rất nhiều tiện nghi tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến phía trước, hệ thống cam 360. những cái chi tiết ở phần đầu xe anh chị và các bạn có thể tham khảo về những cái phần mặt ca lăng. Những cái chi tiết tạo hình cho chiếc xe bên ngoài trông rất là ưa nhìn và sang trọng. Dọc thân xe thì nó sẽ đổi bật với dàn mâm hợp kim với dạng chấu to bản cùng với dàn nốt của chiếc xe này thì nó vẫn còn rất là dày dặn Đấy, các chi tiết nốt láp của chiếc xe thì em cũng quay đầy đủ từng phần một để anh chị và các bạn cùng tham khảo và cân nhắc lựa chọn chiếc xe với em sau khi anh chị và các bạn xem qua mình cảm thấy ưng rồi thì mình có thể trao đổi với em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ những cái thông tin anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu trả góp hay là hình ảnh của chiếc xe để các bác có thể tham khảo rõ gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ và có trang bị tích hợp cam trong bộ cam 360 cảnh báo vượt Đấy, những chi tiết đẹp mạ chân kính này mở cửa thông minh cánh lái bốn à, cánh cửa Kia Go và những cái phần cụm đèn hậu được à, tạo hình rất là tinh tế tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ và ống xả được trang bị dạng thể thao lối liên với nhau bằng một phiền mạ trôm to bản cốp thì có chức năng là cốp điện rồi đầy đủ những cái tiện ích cho anh chị và các bạn có thể sử dụng. Em sẽ mở cái phần cốp lên cho anh chị và các bạn ngắm cái không gian chứa đồ của chiếc xe. À, với chỗ ngồi thì thông thường các xe nó sẽ có những cái phần gầm cao nó thường có linh hoạt, có thể gập phẳng hàng ghế thứ hai để mình có thể chứa được nhiều đồ hơn. Xe thì cũng có trang bị vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý. Các đường nét chi tiết các bác có thể cùng ngắm qua với em để mình thấy rõ được về chất lượng chiếc xe cũ em đang mang tới đây là những cái phím điều chỉnh cho anh chị và các bạn có thể điều chỉnh gập điện khi mở lên thì mình phải mở bằng cơ rồi là vách ngăn này thảm sàn bác chủ bác nâng cấp đầy đủ hết rồi anh chị và các bạn mua về sẽ không phải trang bị nâng cấp thêm nữa mà mình chỉ việc sử dụng thôi ở những cái đời này thì nó được trang bị cho anh chị và các bạn thêm cái lốp sơ cua nhỏ rồi khi mà mình dùng đến thì mình tháo ra còn khi mà anh chị và các bạn đã vá xong thì mình phải tháo cái nốt cũ, cái lốp này ra để thay cái lốp cũ vào. Đấy. Để nhắc nhở người dùng để làm sao cho xe nó di chuyển nó cân bằng ổn định. Và tiếp tới thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe để các bạn có thể cảm nhận rõ hơn. Với không gian hàng ghế thứ hai của chiếc xe này thì nó sẽ có một cái không gian ngồi thoải mái cho 3 người ngồi với chất liệu của chiếc xe nó sử dụng đều là da và ốp gỗ Với những chi tiết uh, mạ trôm bóng uh, và những cái vật liệu kim loại mang lên cái vẻ ngoài sang trọng cũng như là nội thất bên trong của chiếc xe sang trọng cho người dùng Đấy, những cái chi tiết uh, về phần ốc bản lề thì em cũng quay sơ qua cho anh chị và các bạn cùng ngắm còn trong quá trình mà quay anh chị và các bạn cần xem rõ cụ thể hơn chi tiết hơn những cái phần nào của chiếc xe thì cứ trao đổi với em em sẽ gửi rõ ràng từng phần để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin kỹ càng về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Đấy. Trần xe của chiếc xe thì sẽ không được trang bị cửa sổ trời. Với bản GLC 300 Formatic thì nó sẽ được trang bị cửa sổ trời thôi. Còn trên hai phiên bản này nó sẽ không được trang bị. Và điểm khác biệt với GLC 200 và GLC 200 Formatic ở bên trong nội thất đó là hệ thống loa. Với GLC 200 thì sử dụng loa thường. Còn với bản này nó sử dụng mà Loa Boom Master và những cái tính năng công nghệ an toàn nó sẽ được trang bị nhiều hơn so với bản thường Các chi tiết về phần ốc ác thì em luôn quay rõ trong clip để đảm bảo Giúp anh chị ở xa có thể dễ dàng tiếp cận đến cái thông tin mua bán Bề mặt ghế ngồi, ghế lái, ghế phụ của chiếc xe Hay là những cái khu vực yên ngựa với những chi tiết ốp gỗ bọc ra Toothpad hay là màn hình của chiếc xe này thì được trao quý vị là cái màn hình giao diện tiếng Việt rồi Cái độ phân giải cao, màn hình mới rồi đấy anh chị ạ à, Vô lăng thì có thích hợp lễ chuyển số thể thao, cần số sau vô lăng Với hộp số của chiếc xe nó sử dụng là hộp số tự động 9 cấp, 9 g cho anh chị và các bạn vận hành Của chiếc xe nó rất là mượt mà và tiết kiệm Với máy móc của chiếc xe thì nó sẽ như nào? Với khối động cơ máy 2.0 ở phiên bản này nó sẽ sử dụng là dẫn động Formatic cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành ở các cung đường xấu một cách dễ dàng. Đấy, những cái chi tiết về máy móc của chiếc xe thì em cũng cập nhật đầy đủ, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng. Với mức giá bán của chiếc Mercedes-Benz GLC 200 Formatic 2020, hiện tại đang chào bán anh chị và các bạn mức giá bây giờ nó chỉ còn 1 tỷ à, 350 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ sang tên và trách test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu đảm bảo cho anh chị và các bạn thông tin rõ ràng bảo hành về khung gầm máy móc động cơ hộp số trên văn bản nên anh chị và các bạn có thể an tâm hoàn toàn rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến hết video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo